Xin chào các bạn đã trở lại với Justin and Loren. Mình là Mai và trong tập 83 hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về quyển sách Nhà tù có lỗi thời rồi không của Angela Davis, cụ thể là chương 4, 5 và 6. Lẽ ra là tập này đang tuần trước rồi mà tuần trước mình bệnh cho nên giờ tuần này. Thì vì đây là phần tiếp theo của tập trước cho nên nếu bạn chưa nghe tập 82 thì bạn nên nghe tập đó trước đi rồi hãy quay lại đây. Và cũng như mỗi lần, podcast của mình là một podcast rất là cây nhà lá vườn và mình sẽ rất là vui nếu mà các bạn ủng hộ tụi mình bằng cách like, share, subscribe nếu bạn coi trên YouTube hay là rate 5 sao nếu bạn đang trên Spotify hay trên app podcast mà bạn đang dùng. Các bạn cũng đừng quên follow tụi mình trên Instagram a.just.another.rant hay trên Facebook. Tất cả link sẽ để ở dưới. Tụi mình cũng đang rất là nhiều thứ kiểu vui vẻ ở trên Insta lắm cho nên mọi người lên follow tụi mình cho vui nha. Và à quên, trước khi bắt đầu vô tập 83 thì phải thông báo một tin vui. Đó là sắp tới Quỳnh sẽ trở lại với tụi mình và tụi mình sẽ có thể nối sàn rồi. Cho nên là các bạn hãy đón chờ nhiều tập của hai tụi mình nối sàn trong thời gian sắp tới nha. Và ok, thôi cũng không mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ bắt đầu nói về chủ đề của ngày hôm nay. Thì trong tập 82 chúng ta đã đi qua chương 1, 2, 3 của Nhà tù có lỗi thời rồi không của Angela Davis. Thì không biết là các bạn có còn nhớ không, nhưng mà trong cái lời giới thiệu tác phẩm trong tập 82 á, mình có tóm tắt luận điểm của Angela Davis cho việc tại sao phải bãi bỏ nhà tù như sau. Hệ thống nhà tù là công cụ duy trì chủ nghĩa tư bản, chế độ phụ quyền và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Cho nên bạn không thể vừa có xã hội hậu tư bản, hậu phụ quyền, hậu phân biệt chủng tộc mà vừa có hệ thống nhà tù được. Tức là nếu chúng ta bãi bỏ cái hệ thống đàn áp nói trên thì cũng phải bãi bỏ luôn hệ thống nhà tù. Thì các bạn có thể thấy là trong chương 1, Angela Davis đặt ra vấn đề về bỏ nhà tù nè. Xong qua chương 2 thì đã chứng minh được hệ thống nhà tù Hoa Kỳ là công cụ duy trì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đến nỗi mà người ta có thể nói là hệ thống nhà tù Hoa Kỳ sau nội chiến là chế độ nô lệ tái sinh. Qua chương 3 thì chúng ta đã chất vấn việc giam cầm một con người và việc cải tạo họ và thấy rằng từ những buổi đầu của nhà tù đến hiện nay thì nhà tù thất bại trong cái việc cải tạo và càng ngày càng cho chúng ta thấy là nó không quan tâm gì hết đến cái chuyện cải tạo con người. Vậy thì nếu mà quay trở lại cái lời giới thiệu của mình tuần trước đó, thì chúng ta vẫn còn chưa được nghe gì về thứ nhất là yếu tố giới trong hệ thống nhà tù và thứ hai là yếu tố chủ nghĩa tư bản. Thì trong chương 4 và 5 Davis sẽ trình bày hai vấn đề này, còn chương 6 thì sẽ nói về giải pháp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chương 4 mang tên là giới kết cấu hệ thống nhà tù như thế nào. Mình nói trước là chương này sẽ có đề cập tới cái chủ đề nặng nề như là hiếp dâm, bạo lực tình dục đối với phụ nữ nha. Và nói luôn mất công quên, trong tập này nếu mà mình xài chữ giới hay là giới tính á, thì mình đều muốn nói đến chữ gender trong tiếng Anh. Còn khi nào mình muốn nói với khái niệm sex hay là giới tính sinh học đó, thì mình sẽ nói rõ. Ok, rồi bây giờ chương 4. Rồi, thì Angela Davis nói là trong những cuộc thảo luận về hệ thống nhà tù gần đây là đúng mà bà viết cái cuốn này, thì phụ nữ rất ít được nhắc tới, tức là yếu tố giới trong cái cuộc thảo luận về nhà tù vẫn chưa được xem trọng. Và ở đây chúng ta phải cẩn thận là không nên chỉ nhắc đến yếu tố giới một cách hời hợt, ví dụ như là kiểu chèn một hai đoạn văn vào nói về nữ tù nhân trong hệ thống nhà tù là xong chuyện. Thì vì nếu mà làm như vậy thì chúng ta vẫn đang nhìn nhận vấn đề nhà tù như là vấn đề nam giới, còn phụ nữ trong nhà tù chỉ là vấn đề phụ thôi. Thay vào đó chúng ta phải nhìn thấy rằng có những cái chuyện xảy ra trong nhà tù phụ nữ là đặc biệt của phụ nữ, nhưng mà cũng có những chuyện xảy ra trong nhà tù nam giới là đặc biệt của nam giới. Và vì vậy Angela Davis mới đặt tên cái chương này là giới kết cấu hệ thống nhà tù như thế nào, mà không phải là phụ nữ và hệ thống nhà tù chẳng hạn vậy. Thì chúng ta biết về trải nghiệm của nữ tù nhân qua văn học của họ,
Một ví dụ tiêu biểu mà Angela Davis kể cho chúng ta nghe ở đây á, là hồi ký của Assata Shakur. Thì Assata Shakur là một nhà hoạt động chính trị Mỹ và được coi là linh hồn của quân đội giải phóng da đen. Vào năm 1977 thì bà bị kết án tù với tội danh giết một cảnh sát bang New Jersey. Thì bà bị tù chung thân và vô tù. Nhưng mà đến năm 1979 thì trốn tù và chạy qua Cuba tị nạn và ở đó đến giờ luôn. Thì năm 1987 thì Asata mới xuất bản tự truyện của mình và trong đó có kể về trải nghiệm của bà trong tù. Thì nhờ đó chúng ta mới biết được hoàn cảnh của phụ nữ trong hệ thống nhà tù là như thế nào. Dĩ nhiên là cái chuyện mà Asata là một tù nhân chính trị da đen chắc chắn đã khiến cho các cơ quan chức năng kiểu sử dụng những cái hình phạt độc ác một cách khác thường với bà. Ví dụ như là bị giam trong nhà tù nam giới, bị chú ý giám sát đặc biệt, vân vân. Nhưng mà trải nghiệm cá nhân của bà cũng phản ánh phần nào cái trải nghiệm chung của nhiều phụ nữ khác, đặc biệt là các phụ nữ người da đen hoặc là người Puerto Rico. Thì một trong những cái trải nghiệm chung đó là bị lục soát khỏa thân. Cái này mình dịch đại từ cái chữ strip search, mình cũng không biết gọi là gì nữa, nhưng mình cứ gọi đại là lục soát khỏa thân ha. Thì đại loại á, là nếu mà bạn là một nữ tù nhân và bạn bị lục soát khỏa thân thì là bạn sẽ bị kiểu bắt lột đồ ra và sẽ có người giữ chân bạn lại rồi cái xong chọt ngón tay vô âm đạo và đôi khi vừa âm đạo vừa âm hộ của ê không, vừa âm đạo vừa hậu môn của bạn để lục soát trong ngoặc kép. Thì bản thân Davis cũng từng vào tù và bà cũng nói là chính mình có thể làm chứng cho những cái vụ mà lục soát khỏa thân trong nhà tù phụ nữ ở Mỹ. Thì ngoài tự truyện của Asata ra thì văn học của nữ tù nhân cũng còn rất là nhiều tác giả khác, rất là nhiều tác phẩm khác mà đa dạng về thể loại. Nhưng mà dù đa dạng như vậy, cái vai trò trung tâm của giới trong hệ thống nhà tù vẫn không có được đề cập đến nhiều, không có được nói đến nhiều. Cái lời biện hộ thường gặp nhất là tại vì hầu hết tù nhân là nam giới cho nên không nói đến nữ giới là đúng rồi. Tuy nhiên, từ những năm 80 ở Hoa Kỳ và trên thế giới luôn, số lượng nữ tù nhân ngày càng tăng. Và ở Mỹ thì phụ nữ là cái nhóm tù nhân tăng nhanh nhất. Và vì vậy chúng ta cần phải xem xét những cái khía cạnh tư tưởng và lịch sử của hình phạt nhà nước dành cho phụ nữ. Thì từ khoảng cuối thế kỷ 18, hệ thống nhà tù lên ngôi và trở thành cách trừng phạt mặc định của nhà nước. Đầu tiên là ở châu Âu và Mỹ, sau đó là đến các nước thuộc địa. Thì dĩ nhiên là cũng từ lúc này chúng ta mới có nữ tù nhân, còn trước đó thì không có. Nhìn trong lịch sử thì chúng ta có thể thấy là cách trừng phạt phụ nữ và nam giới đã luôn khác nhau rồi. Davis lưu ý là nhiều phụ nữ không bị vô tù nhưng mà họ chịu hình phạt tương tự trong bệnh viện tâm thần. Nếu nhà tù là nơi để kiểm soát nam giới thì bệnh viện tâm thần là nơi để kiểm soát nữ giới. Cái dấu vết của mối liên hệ với bệnh viện tâm thần vẫn có thể được nhìn thấy ở trong hệ thống nhà tù phụ nữ hiện nay ở Mỹ. Đó là trong cái việc người ta phân phối thuốc tâm thần cho nữ tù nhân nhiều hơn cho nam tù nhân rất là nhiều. Ở đây chúng ta cũng nên lưu ý là cái yếu tố giai cấp và chủng tộc. Ví dụ như là một người phụ nữ mà giết chồng mà người phụ nữ này là da trắng và khá giả thì khả năng cao bà ta sẽ được coi là bị điên và sẽ bị cho vào bệnh viện tâm thần. Nhưng nếu người phụ nữ đó là người da màu và nghèo thì khả năng cao thì sẽ bị xem như là tội phạm và sẽ bị cho vào tù. Thì với cái ví dụ về bệnh viện tâm thần, Davis muốn nói là hình phạt nhà nước, state punishment dành cho phụ nữ, nó không chỉ gói gọn trong nhà tù mà nằm ở trong nhiều thiết chế khác nữa. Ở đây chúng ta có thể thấy là Davis đang mở rộng cái khái niệm hình phạt nhà nước này ra, bao gồm các loại hình phạt khác ngoài hệ thống nhà tù nhằm để kiểm soát và đàn áp các thành phần được cho là bất hảo trong xã hội. Thì ngoài thiết chế bệnh viện tâm thần thì còn có chế độ nô lệ đối với phụ nữ da đen. Ví dụ như là có những cái hình phạt chỉ dành cho phụ nữ da đen nô lệ thôi. Tiêu biểu là hiếp dâm và bạo lực tình dục. Hay là ngoài ra còn có
bạo lực gia đình cũng là một hình thức hình phạt hả, dùng để kiểm soát phụ nữ và được pháp luật cổ suý và tạo điều kiện cho xảy ra, nhất là ngày xưa nữa. Thì Davis chỉ ra những cái hình phạt cho phụ nữ này và nói là chúng cũng là hình phạt nhà nước, nó cũng có liên quan đến nhà nước chứ không phải là chuyện riêng của mỗi nhà. Những cái hình thức hình phạt này nằm ngoài hệ thống nhà tù, nhưng cũng là cách mà nhà nước trừng phạt và kiểm soát phụ nữ, cũng giống như để trừng phạt và kiểm soát nam giới, thì nhà nước sử dụng hệ thống nhà tù. Thì cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 nổ ra các phong trào đòi phân chia nam riêng nữ riêng trong nhà tù, tại vì trước đó thì nhà tù nó mới có, thì mặc định là nhà tù là nam giới, thì lúc này mới có cái gọi là nhà tù phụ nữ, chứ ban đầu là không có. Thì nhà tù phụ nữ nó khác biệt so với nhà tù nam giới như thế nào? Nó sẽ có quản tù và nhân viên là nữ, cho nên sẽ an toàn phụ nữ hơn so với trước đó phải ở trong nhà tù mà quản tù là nam. Và nhà tù phụ nữ thì sẽ được thiết kế nữ tính hơn, với mục đích là cải tạo những phạm nhân nữ thành những người phụ nữ của gia đình. Ví dụ như là nhà tù cải tạo phụ nữ đầu tiên ở Mỹ, thành lập năm 1853, thì họ có tuyên bố mục tiêu của mình là đào tạo cho tù nhân vai trò quan trọng của nữ công gia chánh. Và để làm điều này, họ thiết kế nhà tù có nhà bếp, phòng khách, và thậm chí là đôi khi là có phòng em bé luôn. Và họ dạy tù nhân nấu ăn theo vá và dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, nếu phụ nữ da trắng được vô những cái nhà tù này, thì phụ nữ da đen và bản địa trong Mỹ thường bị tống vào nhà tù nam giới. Ở miền Nam nước Mỹ sau nội chiến, thì phụ nữ da đen khi mà bị bắt vô tù thì cũng phải làm việc y chang như nam giới, không hề có sự giảm nhẹ. Tóm lại là cái phương thức trừng phạt nhà tù nữ tính hóa, cái phương thức này được thiết kế dành riêng cho phụ nữ da trắng, chứ không phải là phụ nữ da màu, không phải là dành cho tất cả mọi người phụ nữ. Thì đó là thế kỷ 18, 19 rồi đúng không? Bây giờ đến thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, thì ở Hoa Kỳ, số phụ nữ ở trong hệ thống nhà tù tăng chóng mặt, mà nhất là đối với phụ nữ da màu. Ví dụ như là trong cái nghiên cứu về tù nhân nữ người Mỹ bản địa trong hệ thống nhà tù bang Montana của Luana Ross, thì cô thấy là người Mỹ bản địa chiếm 6% dân số, nhưng mà chiếm tới 17,3% trong nhà tù. Và đặc biệt là phụ nữ người Mỹ bản địa thì chiếm 25% tù nhân nữ của cả bang Montana. Thì trong cái khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 20 này, thì vấn đề phụ nữ trong tù được nói đến nhiều hơn, nhất là với sự bùng nổ của phong trào nữ quyền. Tuy nhiên, cũng có những chuyện hết sức là chán đời mọi người. Cụ thể là có những cái nỗ lực thúc đẩy bình đẳng trong mặt kép ở trong nhà tù giữa nam và nữ tù nhân. Davis kể ra 3 vụ việc mà mình sẽ không có kể lại hết ở đây, nhưng mà đại loại á, là có những người thấy là nữ tù nhân bị phạt nhẹ hơn nam tù nhân, cho nên muốn bình đẳng trong mọi kép, cho nên là yêu cầu là phải phạt nữ tù nhân nặng hơn cho giống tù nhân nam. Và cũng trong khoảng thời gian cuối thế kỷ 20 này, cái vấn đề mà bạo lực tình dục trong nhà tù phụ nữ được nói đến nhiều hơn. Bạo lực tình dục đối với nữ phạm nhân được bình thường hóa đến mức mà nó được xem như là một phần của phạt tù. Trong báo cáo về bạo hành tình dục đối với phụ nữ trong hệ thống nhà tù Mỹ mang tên All Too Familiar, Sexual Abuse of Women in US State Prisons, các tác giả cho biết là nhiều nhân viên nam đã hiếp dâm đường âm đạo, đường hậu môn, đường miệng các tù nhân nữ và tấn công và bạo hành tình dục họ. Những người đàn ông này không những sử dụng bạo lực thể xác mà còn sử dụng uy quyền của mình để đạt được cái mà họ muốn, ví dụ như là bằng cách ép tù nhân nữ quan hệ tình dục với họ, nếu không đồng ý thì sẽ không cho cái này không cho cái kia, hoặc là nếu mà đồng ý thì họ sẽ mang cho tù nhân cái này cái nọ. Ngoài ra họ còn lợi dụng lúc mà làm công tác để quấy rối tình dục những nữ tù nhân và xúc phạm họ bằng lời nói. Đáng sợ hơn là chúng ta biết chắc là những cái người
trong cái hệ thống nhà tù này biết cái chuyện này đang xảy ra, nhưng mà để cho nó xảy ra và bình thường hóa nó. Davis có dẫn chứng thêm, có trích dẫn thêm các báo cáo khác, và mình sẽ không kể ra hết ở đây, nhưng mà nói chung là ở Hoa Kỳ thì cái tình trạng bạo lực tình dục đối với tù nhân nữ nó xảy ra rất nhiều và tệ hơn, rất nhiều so với mặt bằng chung của thế giới. Thì như vậy, bạo hành tình dục được thiết chế hóa trong hệ thống nhà tù và trở thành một phần của hình phạt mà phụ nữ phải gánh chịu trong nhà tù, ngoài chuyện bị giam cầm, cướp lấy các quyền tự do và bị bóc lột lao động như nhiều nhà hoạt động xã hội khác đã chỉ ra. Chính nhà nước đã trực tiếp bình thường hóa, hợp thức hóa và cho phép bạo lực tình dục xảy ra đối với phụ nữ trong tù. Trên luật pháp và ở ngoài tù thì hiếp dâm và bạo lực tình dục là tội phạm và bị cấm, nhưng mà ở trong tù thì được cổ suý, củng cố và cho phép xảy ra hàng loạt. Nếu mà một thiết chế sử dụng cái công cụ đàn áp của chế độ phụ quyền nhằm để đàn áp phụ nữ và củng cố cho sự đàn áp đó trong xã hội, nhất là đối với phụ nữ da màu, phụ nữ chuyển giới, phụ nữ nghèo, vân vân, thì thiết chế đó không thể tồn tại trong một xã hội hậu phụ quyền được. Vì vậy, bất kỳ ai đấu tranh bãi bỏ chế độ phụ quyền cần phải đồng thời đấu tranh bãi bỏ nhà tù. Thì đó là chương 4 của Our Prison Obsolete. Bây giờ chúng ta qua chương 5, mang tên là Tổ hợp công nghiệp nhà tù. Most people, including myself, I have to catch myself sometimes, when someone does something bad to me, the first instinct is to figure out how to get back at that person. Right. So, you know, how do we imagine justice in a very different context? Justice that's not based on vengeance, but justice that's made on repairing the relationships that are damaged through harm. It's a long-term plan, obviously. Very long-term plan. Thì từ chương 2 đến chương 4, chúng ta đã đi qua rất là nhiều những cái hình ảnh dã man trong nhà tù, những cái số liệu không thể tin tưởng được, không thể tưởng tượng được về hệ thống nhà tù Hoa Kỳ. Và chắc chắn là chúng ta sẽ tự hỏi là làm sao chuyện này có thể xảy ra, làm sao chuyện này có thể tiếp tục xảy ra như ở hiện tại, đúng không? Thì lý do chính và to bự mà chuyện này có thể xảy ra là tư bản. Và mình nghĩ đây cũng là lý do tại sao mà Angela Davis để cái chương 5 ở cái vị trí này. Ok, chúng ta bắt đầu vô chương 5 ha. Thì tổ hợp công nghiệp nhà tù là từ dùng để chỉ mạng lưới các mối quan hệ giữa các ngành công nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân, chính phủ, các phương tiện truyền thông và hệ thống nhà tù, để tạo ra lợi nhuận từ hệ thống nhà tù. Không thể nào ai trong số họ có thể hoạt động riêng lẻ được, mà họ phải kết nối với nhau, phải kết hợp với nhau để cùng nhau khai thác lợi nhuận. Cho nên mới cho ra đời cái mà gọi là tổ hợp công nghiệp nhà tù. Thì ngành công nghiệp nhà tù ở Hoa Kỳ là một ngành công nghiệp lớn với lợi nhuận ước tính hàng năm là khoảng 4 tỷ đô. Và cái này là chỉ tính riêng các nhà tù tư nhân thôi. Thì câu hỏi đặt ra là người ta tạo ra lợi nhuận từ nhà tù như thế nào? Lợi nhuận từ đâu mà ra? Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến tổ hợp công nghiệp quân sự. Thì nó cũng là giống như tổ hợp công nghiệp nhà tù, nhưng mà là ngành quân sự. Thì Angela Davis mới nói là tổ hợp công nghiệp quân sự và tổ hợp công nghiệp nhà tù có mối quan hệ chặt chẽ và cộng sinh với nhau. Hai tổ hợp công nghiệp này ủng hộ và thúc đẩy nhau và thường chia sẻ công nghệ kỹ thuật với nhau. Ví dụ như tổ hợp công nghiệp nhà tù là thị trường cho tổ hợp công nghiệp quân sự với các mặt hàng vũ khí hay thiết bị máy móc giám sát chẳng hạn. Thì với ngành công nghiệp sản xuất vũ khí thì những chính sách mạnh tay với tội phạm sẽ là cơ hội cho bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Đơn giản là bây giờ người ta có nhu cầu mạnh tay với tội phạm và bạn đáp ứng được nhu cầu đó bằng cách cung cấp những vũ khí mới, những máy móc tinh vi hơn, thì bạn sẽ giàu. Và với những cái vũ khí mới và với những cái chính sách với tội phạm mới thì sẽ tăng cái số tù nhân và từ đó tăng số nhà tù lên. Thì tức là cái tổ hợp công nghiệp nhà tù nó đang mở rộng quy mô ra hơn, phát triển nhanh hơn và từ đó thu hút được nhiều nguồn vốn
hơn nữa. Và nó sẽ tiếp tục cái vòng tròn đó, hai cái tổ hợp công nghiệp này hưởng lợi từ nhau như vậy. Và điểm tương đồng giữa hai cái tổ hợp công nghiệp này là cả hai đều tạo ra lợi nhuận từ sự phá hủy và tàn phá đối với xã hội. Nếu những cộng đồng nghèo, da màu hay thậm chí người dân của những quốc gia khác bị tàn phá bởi tổ hợp công nghiệp nhà tù và quân sự, thì sự tàn phá này lại mang lại lợi nhuận rất là lớn cho các doanh nghiệp, các chính trị gia, các cơ quan nhà nước có liên quan. Vậy, một trong những cách mà tổ hợp công nghiệp nhà tù tạo ra lợi nhuận là trong mối quan hệ cộng sinh của nó với tổ hợp công nghiệp quân sự. Ok, ngành công nghiệp thứ hai tạo ra lợi nhuận từ tù nhân là ngành công nghiệp y tế, dược phẩm. Ở Mỹ thì sau chiến tranh thế giới thứ hai thì các công ty dược phẩm thử nghiệm sản phẩm lên tù nhân rất là nhiều, thử nghiệm thuốc lên tù nhân, thì các doanh nghiệp có thể lách được rất là nhiều quy định mà nếu mà thử nghiệm lên người bình thường thì sẽ không được cho phép, hoặc là bị coi là phi đạo đức, hoặc đơn giản là đắt tiền hơn. Những thử nghiệm này đã giúp họ kiếm ra rất là nhiều tiền, mặc cho những cái tổn hại lên cơ thể của tù nhân. Một số doanh nghiệp dược phẩm lớn mà trục lợi từ thử nghiệm dược phẩm phi đạo đức lên tù nhân là Johnson & Johnson, Dow Chemical. Trong cái khoảng thời gian những năm 80-90 thì ở Mỹ cái hệ thống y tế Hoa Kỳ nó bắt đầu tư hữu hóa, tại vì nó bị thúc đẩy bởi lợi nhuận mà, đúng không? Thì nếu mà các bạn để ý thì đây là cũng là cái thời gian mà những cái chính sách mạnh tay với tội phạm bắt đầu, và số nhà tù và số tù nhân tăng vọt lên ở Mỹ. Thì cái chuyện này nó liên quan gì đến nhau? Cái sự tư hữu hóa hệ thống y tế đã đẩy những cái cộng đồng nghèo và không có điều kiện nhất đến gần với con đường phạm tội hơn. Những người nghèo mà bây giờ lỡ mà bị bệnh hay tai nạn gì đó mà tiền viện phí hay tiền thuốc quá đắt đi, không được nhà nước lo, thì họ bị đẩy vào đường cùng. Ví dụ như là phải đi ăn cắp hay là đi buôn ma túy, hay là nói chung là phải vi phạm pháp luật để kiếm tiền. Và khi mà họ bị đẩy vào thế đó thì lại có các chính sách mạnh tay với tội phạm sẵn sàng gom họ vào tù. Và khi mà vào tù thì họ trở thành những người lao động cho các doanh nghiệp. Lao động tù nhân là một cái nguồn lợi rất là lớn cho các doanh nghiệp, bởi vì họ không có công đoàn, họ không có cách biệt ngôn ngữ như lao động nước ngoài, họ rẻ hơn lao động bình thường rất là nhiều, họ bạn không cần phải trả tiền bảo hiểm cho họ, và họ sẽ không bao giờ đình công hay là đòi tăng lương được, vân vân. Thì với cái nguồn lao động rẻ và tiện lợi như vậy, dễ bóc lột như vậy, nhà tù trở thành địa điểm lý tưởng cho các doanh nghiệp tư nhân để tìm lực lượng lao động. Như vậy, ngành công nghiệp y tế đã hợp tác rất là chặt chẽ với hệ thống nhà tù để tạo ra lợi nhuận cho nhau và cho các ngành công nghiệp khác nữa. Một ngành khác mà cũng bắt tay với tổ hợp công nghiệp nhà tù để tạo ra lợi nhuận đó là truyền thông. Thì trong thập niên 90, tin tức tội phạm là chủ đề số 1 trên các chương trình tin tức buổi tối. Các kênh truyền hình tranh nhau đưa tin giết người, tội phạm, và cổ suý cho cái suy nghĩ là ở Mỹ tội phạm càng ngày càng nhiều và không thể kiểm soát nổi. Từ năm 1990 đến 1998, số tin giết người tăng lên gấp 4 lần, gần 4 lần. Mặc dù trong thực tế thì trong cái thời gian đó, tỷ lệ giết người trên cả nước giảm một nửa. Chưa dừng lại đó, điều mà làm cái hệ thống nhà tù ở Mỹ cho nên tồi tệ hơn rất là nhiều lần đó là sự tư hữu hóa nhà tù. Là khi mà nhà nước sử dụng những cái dịch vụ nhà tù của tư nhân thì nhà nước sẽ trả tiền cho các công ty tư nhân để họ quản lý nhà tù giùm. Thì với những cái công ty tư nhân này, càng giữ tù nhân lâu bao nhiêu thì họ sẽ càng được thêm tiền bấy nhiêu. Tức là họ có động lực kinh tế để giữ chân tù nhân ở lại trong tù lâu nhất có thể. Ví dụ như là ở Texas, ở thời điểm mà viết cuốn sách này thì có 34 nhà tù của nhà nước sở hữu nhưng mà được vận hành bởi tư nhân. Và những cái nhà tù này
tạo ra lợi nhuận khoảng 80 triệu đô mỗi năm cho Texas. Davis kể về một cái scandal năm 1997, đại loại là trên truyền hình phát sóng một cái đoạn video quay cảnh tù nhân bị đối xử trong một cái nhà tù được vận hành bởi công ty tư nhân á. Và theo lời của tù nhân thì cái video đó chỉ là một phần thôi, thực tế nó còn ghê hơn nữa. Thì cái scandal này đã khiến mọi người đặt câu hỏi về những gì xảy ra ở trong nhà tù vận hành bởi tư nhân và ảnh hưởng của sự tư hữu hóa hệ thống nhà tù. Đáng lo ngại hơn là cái mô hình tư hữu hóa nhà tù này càng ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ ở Mỹ mà ở các quốc gia khác như là Úc, Anh, Nam Phi và các nước châu Âu vân vân. Ở đây Davis kể ra rất là nhiều số liệu luôn, nhưng mà mình không có tiện đọc ra, nhưng mà nói chung là thôi cứ biết là nhiều đi. Cứ biết là nó lan ra rất là nhiều nước. Thì với ngành công nghiệp nhà tù mở rộng quy mô lớn như vậy thì ngày càng nhiều ngành công nghiệp khác bắt đầu bán hàng, trao đổi với nhà tù và khám phá ra những cái cách mà kiếm tiền mới từ nhà tù. Ví dụ như ngành công nghiệp thực phẩm, ngành công nghiệp hóa chất tẩy rửa, ngành điện tử, ngành thông tin vân vân. Thì Davis mới nói là cho dù có dẹp nhà tù tư nhân đi thì hệ thống nhà tù công hữu nó cũng đã quá tràn ngập trong cái mạng lưới dịch vụ và sản phẩm tư nhân rồi. Cho dù quá trình tư hữu hóa nhà tù không xảy ra vào những năm 80 trở đi thì cái hệ thống nhà tù nó cũng đã không thể tách khỏi doanh nghiệp tư nhân rồi. Như vậy nhà tù công hữu hay tư hữu đều gắn chặt với kinh tế thị trường và đóng góp một phần quan trọng trong nguồn lợi nhuận tư bản. Thì Davis mới nói là những người hoạt động xã hội ở thời điểm hiện nay phải có nhiệm vụ đặt ra những câu hỏi khó về cái mối quan hệ giữa chủ nghĩa tư bản toàn cầu và sự lan rộng của mô hình nhà tù kiểu Mỹ trên thế giới. Ngành công nghiệp nhà tù toàn cầu đang bị thống trị bởi Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ có ảnh hưởng rất là lớn lên các mặt hàng, các sản phẩm, các ý tưởng, các dịch vụ có liên quan đến nhà tù, và họ đang marketing những cái thứ này đến các quốc gia khác. Ví dụ như là mô hình nhà tù Supermax mà mình có nói đến ở tập trước đã lan ra đến một số quốc gia khác rồi, dưới ảnh hưởng của Mỹ. Điều đáng lo ngại là cuốn sách này xuất bản năm 2003, tức là sau ngày 11 tháng 9 2001, thì từ ngay sau cái ngày đó chúng ta đã thấy là cái hệ thống nhà tù Mỹ nó tiếp tay duy trì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đối với những người đạo Islam và những người gốc Trung Đông hay là Nam Á. Và nếu chúng ta không chịu nhìn nhận vai trò của hệ thống nhà tù trong việc duy trì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mà ngược lại để cho cái hệ thống này lan ra các quốc gia khác, ảnh hưởng đến các cộng đồng khác, thì chúng ta sẽ càng ngày càng xa cái tương lai bình đẳng và công lý của mình. Thì Davis muốn người đọc phải nghĩ rộng ra đến tác động của hệ thống nhà tù Mỹ lên thế giới và nghĩ rộng ra hệ thống nhà tù trên toàn cầu. Phong trào bãi bỏ nhà tù theo Davis là phải chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bắt buộc phải chống lại chủ nghĩa tư bản và bắt buộc phải chống lại chủ nghĩa chế độ phụ quyền. Và phong trào bãi bỏ nhà tù phải đấu tranh cho việc bãi bỏ nhà tù với tư cách là hình thức trừng phạt nổi trội mặc định, và đồng thời nó phải làm thế nào để đoàn kết với hàng triệu người đằng sau song sắt ở trên toàn thế giới. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì? Giải pháp của những người trong phong trào bãi bỏ nhà tù là gì? Thì Davis sẽ trả lời câu hỏi này trong chương 6 mang tên Giải pháp thay thế của phong trào bãi bỏ nhà tù. Thì trong cái chương này Davis nói về các giải pháp thay thế cho nhà tù, nhưng mà bà ấy không có đi theo cái kiểu là kể liệt kê ra hết tất cả các giải pháp, mà bà ấy tập trung vào diễn giải cái cách tiếp cận để cho người đọc tự suy nghĩ ra cái giải pháp của riêng mình. Thì nếu mà không có nhà tù thì chúng ta phải làm gì? Điều đầu tiên mà Davis nhìn thấy đó là vì nhà tù đóng vai trò quá chủ chốt trong xã hội hiện tại của chúng ta, nên khi câu hỏi được đặt ra, nhiều người sẽ không nghĩ ra được cái gì khác ngoài những cái giải pháp mà tương tự như nhà tù.
Để nghĩ ra được giải pháp, chúng ta cần nhìn vấn đề không chỉ ở nhà tù, mà phải nhìn các vấn đề gốc rễ và toàn bộ cái tổ hợp công nghiệp nhà tù và cái hệ thống đàn áp trong xã hội. Khi đó, chúng ta sẽ nhận ra là không thể chỉ có một giải pháp thay thế cho nhà tù được, mà chúng ta phải nghĩ ra một đống giải pháp và đánh vào tùm lum tùm la vấn đề cùng một lúc, thì chúng ta có thể đặt cái việc giảm số người vào tù làm chiến thuật trọng tâm. Thì nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ có giải pháp gì? Thứ nhất là chúng ta có thể phát triển giáo dục ở mọi cấp, xây dựng hệ thống y tế công cộng miễn phí cho tất cả mọi người, bao gồm cả sức khỏe tâm lý luôn. Chúng ta có thể xây dựng hệ thống pháp lý mới mà dựa trên sửa đổi, phục hồi thay vì trừng phạt và trả thù. Thì trong cái hệ thống giáo dục, y tế, công lý mới cần phải giải quyết những cái vấn đề phân biệt chủng tộc, giai cấp, nam nữ, v.v. Phải đảm bảo các thiết chế này phục vụ cho tất cả mọi người. Những giải pháp nào mà không nhắm đến giải quyết các chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, hay là sự thống trị của nam giới, hay là thiên kiến giai cấp, hay là các hệ thống đàn áp khác, thì đều sẽ thất bại và sẽ không thúc đẩy được mục tiêu bài bỏ nhà tù. Với trường hợp Hoa Kỳ, chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề người nhập cư không giấy tờ bị bắt và bỏ vào những cái trại tập trung, thì nó cũng giống như là bỏ vô tù vậy đó. Và chúng ta có thể nghĩ về những cái giải pháp để xóa bỏ cái vấn nạn này. Chúng ta cũng cần thật sự suy nghĩ về phi tội phạm hóa, decriminalize những cái hành vi mà hiện nay vẫn được cho là phạm tội, ví dụ như là mua bán, sử dụng cần sa, hay là mại dâm nè, hay là quan hệ tình dục đồng giới ở một số nước. Thì nhiệm vụ chúng ta là phải suy nghĩ coi là có những cái hành vi nào, có những cái việc nào mà chúng ta đang tội phạm hóa mà cần được phi tội phạm hóa không. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể nghĩ đến chuyện là nghĩ tới các chương trình làm việviệc đòi tăng lương, trợ cấp xã hội, phòng chống bạo lực giới, v.v. Rồi thì đến đây sẽ có người hỏi kiểu như là nếu mà bãi bỏ nhà tù thì còn những kẻ tội phạm tệ nhất, ví dụ như là những kẻ hiếp dâm hay là những kẻ giết người hàng loạt thì sao? Thì thứ nhất là cho dù nếu cái cách tốt nhất để giữ an ninh cho cộng đồng là nhốt cái kẻ giết người hàng loạt này hay là kẻ hiếp dâm kia lại, thì tại sao chúng ta lại áp dụng cái hình phạt của những cái kẻ tội phạm ghê gớm đó cho tất cả các tù nhân khác? Và cho nên là cho dù là nhà tù có là cách hiệu quả nhất để bảo vệ cộng đồng khỏi một vài kẻ tội phạm, thì chúng ta vẫn nên bãi bỏ hệ thống nhà tù. Và thứ hai, ngay cả đối với những cái người phạm tội nặng thì cũng có những cái biện pháp thay thế mà tập trung vào sửa chữa sai lầm hơn là trả thù và trừng phạt. Chúng ta phải rời bỏ cái mô hình công lý dựa trên tội ác và trừng phạt và hướng đến một cái mô hình mà người phạm pháp không được xem như là một kẻ tội phạm, mà là một người đã làm sai và có nhiệm vụ và trách nhiệm sửa chữa việc mình làm sai. Những cái biện pháp này đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn, phải thử nghiệm, phải sáng tạo, tìm tòi khám phá liên tục. Và đó sẽ là một chặng đường rất dài và rất khó. Vậy là xong chương 6 của Nhà tù có lỗi thời rồi không, của Angela Davis. Thì như mình nói rồi đó, thì cái bà ấy không có liệt kê ra tất cả các giải pháp nhiều nhất có thể, mà chỉ định hướng cái cách mình suy nghĩ, để cách suy nghĩ cho người đọc họ nghĩ ra cái giải pháp của chính họ. Và tuy là cái cuốn này nó nói về hệ thống nhà tù Mỹ, nhưng mà mình hy vọng là các bạn cũng học được nhiều điều mới lạ, thú vị từ nó. Và một lần nữa mình cực kỳ gợi ý là các bạn tìm đọc quyển này, tại vì nó thực sự là một cái cuốn sách rất là, thực sự là một cuốn sách rất là tốt để bắt đầu tiếp cận và suy nghĩ về vấn đề bãi bỏ nhà tù.
Và nếu có góp ý, trao đổi gì thì hãy comment cho mình biết ở phía dưới, hoặc là nhắn tin với mình trên Insta cũng được. Và mình hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Hy vọng là lúc đó sẽ được hội ngộ với Quỳnh ha. Yeah, ok, mình nghĩ là mình xong rồi. Bye mọi người. Bye.